Xin cảm ơn Bình An ạ. Và sau đây xin mời phụ huynh của em sẽ tiến lên sân khấu để dành tặng cho Bình An một bó hoa rất là dễ thương ạ. Và cả nhà có biết không, Bình An á, không chỉ là học piano không thôi mà bé đã bộc lộ cái niềm yêu thích đam mê âm nhạc nghệ thuật từ rất là sớm, và hiện tại là bé không chỉ học piano nè mà bé còn học cả thanh nhạc và vẽ nữa. Và